luân hồi trả nợ. Ông Hai Giọng quê ở xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp. Ông ghiền chơi cờ bạc, chơi đến lúc hết tiền nên mới đến nhà người bạn ở gần đó mượn 500 đồng để chơi. Trong lúc ông mượn tiền, ông có dặn người bạn: "Đừng nói với vợ tôi, rủi canh không lành, cơm không ngon, tội nghiệp cho tôi." Sau đó thời gian, ông Hai Giọng đau chết. Người bạn cho ông Giọng mượn tiền mới nghĩ: "Không lẽ đến nhà vợ của bạn mà nhận diện để đòi tiền? Thôi thì số tiền đó coi như đi điếu mua nhang đèn cúng cho bạn là rồi." Người bạn cho ông Giọng mượn tiền có nuôi một con bò cái đến lúc nó gần sanh. Một hôm nọ, ông bạn của ông Giọng nằm thấy ông Giọng về nói rằng: "Con bò của anh còn 3 ngày nữa nó đẻ, mà đẻ ra là con bò đực, và đó là tôi nghe. Khi nào muốn bắt cài, anh phải nói cài một công, trừ 100, 200 gì đó, tôi mới cài nha." Trải qua 3 năm, con bò thật mau lớn và khá tốt. Khi đem ra cài thì nó không chịu đi, là đánh gì nó cũng không chịu nghe theo, cuối cùng phải dẫn về chùa. Tối hôm đó, ông bạn ông Giọng nằm suy nghĩ, mới nhớ lại chuyện thấy thằng Giọng nói như vậy. Đợi đến sáng bữa sau đem ra cài, ông nhớ lời dặn của thằng Giọng. Ông mới nhòm chung quanh, không có ai, rồi ông mới nói rằng: "Giọng, cài đi Giọng, cài đi, tao trừ cho 100 đồng. Con bò đứng dậy đi cài ngay đường thẳng lối, khỏi phải la đánh gì cả. Cài đến trưa không dám cài nữa, ông tắm rửa thả cho ăn và đem về chuồng. Về nhà ông mới đến gặp con ông Giọng cho hay rằng: "Ba mày có mượn tao 500 đồng nhưng chưa trả, khi chết đầu thai làm con bò trả lại cho tao." Ông thuật lại chuyện ấy cho hai người con ông Giọng nghe, rồi nói: "Thôi hai đứa bay trả lại cho tao 500 đồng, rồi dắt bò về nhà nuôi đi." Thằng anh còn đang dần dần, thì người em nói nhỏ rằng: "Con bò đáng giá 4-5 ngàn, mà lấy giá có 500, anh đưa tiền đi." Nói vậy chứ có phải cha mình hay không? Anh em đồng ý đưa tiền rồi dẫn bò về nhà nuôi. Vài ngày sau, con bò bệnh rồi chết. Người nhà làm thịt bán, nhưng sớm đó phần nhiều là người tu theo đạo Phật nên ít có người mua thịt bò. Sau cùng chỉ bán có được 500 đồng thôi. Chuyện đời nay, chuyện lân trong nhân vật cá lòi căng mờ ám làm điều dại dột. Và sau: "Nơi cõi tạm sông sầu bể khổ, làng ngựa xe cam dỗ thao nhân, gây ra lắm nợ phong trần, luân hồi sao nẻo không lần bước ra." Lời Đức Thầy. Luân hồi đòi nợ. Ông Tấn ở xã Mỹ Hòa, huyện Mỹ An có đứa con trai. Một hôm, ông Tấn mua một cục thịt trâu về nhà, bảo người con trai đem xuống sông rửa. Rửa xong, nó xem thấy thịt đo đỏ, liền thảy bỏ, rồi đi lên tay không.
Ông Tấn hỏi, cục thịt trâu đâu? Người con trả lời, khi rửa thịt, thấy thịt giống máu, nên tôi nhớ lúc hồi còn ở Miên, tôi bị Miên chặt đầu, nhưng chưa chết. Chừng tôi thấy máu đỏ, nên quá ghê sợ mà phải tắt thở. Khi lên tới nhà, ông Tấn la, mày quá rồi. Ông liền lấy cây đánh nó chạy, ông lấy cây phang và rượt. Chạy vừa ngó ngoái lại nói, trước kia tôi là anh vợ của ông, vợ của ông là em của tôi. Nếu không tin thì kêu vợ và chị vợ của ông ra đây, sẵn có cô vợ của ông, tôi nói cho ông nghe. Ông Tấn nghe vậy, liền kêu vợ và người chị vợ ra. Khi ấy nó chỉ cô vợ của ông Tấn, bây giờ gọi bằng bà mà trước kia gọi là em, nói, sao cô mua chiếc ghe chài của tôi 200.000 đồng mà cô trả cho tôi chỉ có 100.000? Khi nghe hay tin tôi chết rồi cô lại không trả, cô phải trả cho vợ con tôi xài chứ. Vợ của ông Tấn nghe nói tái mặt rồi hứa, để tôi trả cho. Rồi cậu bé chỉ sang chị vợ của ông Tấn nói, bà sao không về trên nhà ra phía sau cây thốt lốt mà đào lấy hũ vàng, nếu không để người ta lấy à. Quả thật chị vợ của ông Tấn đào lấy có y như vậy. Lưu ý, cậu bé ấy chỉ nói có một lần, rồi từ đó trở về sau không còn nói gì nữa. Dòng luân hồi cứ tiếp tục chuyển luân trong sáu đường không dứt, nên Đức Thầy đã có lời cảnh tỉnh. Gây ra lắm nợ phong trần, luân hồi sáu nẻo khôn lành bước ra. Hay là chuyển luân trong nhân vật, các loài căn mờ ám làm điều dài dột. Về việc luân hồi, ông Thanh Sĩ cũng có dạy, luân hồi lộn bảy cõi hồng, khi cha khi mẹ khi chồng khi con. Làm ác phải chết. Thuở xưa có một khu rừng, khi ấy có một con sư tử rất ngoan hiền, thường gần gũi các vị tu hành để nghe kinh kệ. Một hôm có người thợ săn thấy sắc tướng sư tử rất đẹp, nghĩ rằng nếu ta bắt được sư tử này đột gia đem về dâng cho vua, chắc được thưởng nhiều vàng bạc lắm. Nhưng nó cứ quanh quẩn bên mình đạo nhân kia, thì làm sao ta giết được? Người thợ săn suy nghĩ ra, hay là ta giả kẻ tu hành, đem cùng tên giấu trong áo cà sa, rồi đến ngồi bên một gốc cây để chờ sư tử đi qua. Sư tử đi kiếm ăn ngang đấy, thấy người thợ săn tưởng là kẻ tu hành nên đến gần để làm quen. Khi nó đến gần, người thợ săn rút tên ra lắp vào cung lẹ làng, bắn vào cổ sư tử. Sư tử bị tên độc quằn quại một lúc rồi chết. Người thợ săn mừng rỡ, rồi lột da sư tử phơi khô đem dâng cho vua. Vua thấy da sư tử rất lấy làm bằng lòng, truyền lấy vàng bạc rất nhiều đem cho tên thợ săn, rồi hỏi, làm cách gì để giết được sư tử to như thế? Tên thợ săn thích chí cứ thật sự tâu cho vua được rõ.
Vua nghe xong nổi cơn giận, liền ra lệnh: Này tên kia, sư tử tiếp trọng đạo như thế, sao nhà ngươi nỡ giết đi? Nhà ngươi là một tên gian ác, không thể dung tha được. Ta phải trừng trị nhà ngươi thật nặng nề, để làm gương cho kẻ khác. Vua liền ra lệnh chém đầu tên thợ săn độc ác ấy. Nguyên sư tử là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, còn người thợ săn độc ác kia là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa Đối Dạy. Đọc qua mẫu chuyện trên, chúng ta mới thấy rằng luật nhân quả không bao giờ chặt. Nên cổ đức có câu: Hành ác chi nhân như ma đao chi thập, bất kiến kỳ tổn, nhược hữu sở quy. Nghĩa là người làm ác giống như lấy dao mài trong đá, tuy không thấy có mòn nhưng có khuyết. Về chuyện này, Đức Thầy chúng ta có lời nhắc nhở: Làm ác đức nhiều điều quanh quần, như gà cồ ăn bần cối xây. Thấy người hiền nói đắng nói cay, sao mới biết thân ai lao cổ. Thành tâm. Thuở Đức Thích Ca còn trụ thế, Ngài đang cư ngụ tại Trúc Lâm gần thành Dương Xá. Bấy giờ ở phía nam kinh thành có một nhà đại phú hào tên Phú Lâu Na. Ông rất giàu lòng bố thí, thường giúp đỡ hạng cơ bần và hay cúng dường các nhà tu. Hôm nọ có số bà con đến viếng. Trong lúc trò chuyện, họ có ca ngợi công đức của Phật và chúng tăng. Hiện thời vua Tần Bà Sa La và cả trăm ngàn người đồng quy y theo Phật. Trưởng giả nghe qua khởi lòng kính tin và vui mừng vô hạn. Ông lên nóc lầu đặt bàn hương án, có đủ hương hoa tịnh thủy rất tinh khiết, rồi quỳ gối hướng về Đức Phật thành tâm khẩn nguyện: Xin Đức Thế Tôn mở lòng từ bi chứng giám, Ngài và chư đệ tử thân hành đến đây, con xin trân trọng cúng dường. Với sức thành tâm khẩn thiết ấy, cộng với thần lực của Phật, khiến các cành hoa kết văn phía trên chỗ Phật ngự, thành một tràng hoa rực rỡ, khối hương thì quyện một dần mây năm màu tuyệt đẹp. Còn nước động lại như một cột trụ lưu ly. Thấy cảnh lạ, A Nan chắp tay hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, lý do gì có hiện tượng như vậy? Phật đáp: A Nan ơi, về phương Nam có một người Bà La Môn tên là Phú Lâu Na, nay đang thành tâm khẩn thỉnh chúng ta. Vậy A Nan và chư tỳ kheo hãy chuẩn bị cùng đi với ta. Nói xong, Phật dùng thần thông cùng chư đệ tử đến trước sân của Phú Lâu Na. Ngài dạy tất cả đều ẩn mình không cho ai thấy, chỉ một mình Ngài ôm bình bát đứng tại cửa. Bấy giờ Phú Lâu Na thấy Phật đứng trang nghiêm, đủ 32 tướng hảo, 80 vẻ đẹp và một dần hào quang sáng chói bao quanh. Ông rất vui mừng, liền chạy ra quỳ xuống làm lễ cúng dường. Ông kêu người nhà bưng các thức ăn ngon lành mà ông đã chuẩn bị sẵn, rồi tự tay rớt vào bát của Phật. Có điều lạ là ông rớt không hề chán nản.
Còn Phật thì dụng thần thông truyền thức ăn qua bát của 1.000 đệ tử đầy rồi mới tới bát của mình. Đến đó, Phật mới cho các tỳ kheo lộ thân ra, và chư thiên đồng hô to: bát của chư tỳ kheo đã đầy đủ các thức ăn rồi. Bấy giờ Phú Lâu Na mới nhìn thấy chư tỳ kheo bưng bát đứng hàng hàng lớp lớp sau lưng Phật. Ông hết sức vui mừng, quỳ gối hôn chân Phật và thỉnh nguyện: từ đây con sẽ cúng dường tứ sự cho Phật và chư tỳ kheo trọn đủ 3 tháng. Phật hoan hỷ chấp nhận và hỏi: ông làm Phật sự này mục đích hồi hướng về việc chi? Phú Lâu Na bạch Phật: với sự thành tâm phát nguyện và tha thiết cúng dường hôm nay, con xin hồi hướng hết về ngôi Phật quả để dẫn độ chúng sanh giải thoát sanh tử luân hồi. Sau này Phú Lâu Na sẽ thành Phật, hiệu là Thua Nay Ra Đa, có nghĩa là đầy đủ diệu hiền và thông minh. Qua mẫu chuyện trên, Đức Thầy có lời chỉ bảo: Tây phương tuy giờ khỏi tâm, thành tâm thì có Phật mà trong quê. Xưa thời xa xưa về trước, có vị quốc vương đang thống trị một quốc độ rất thanh bình an lạc, dân chúng đều chung hưởng cảnh trù phú vui tươi. Riêng vua và hoàng hậu lại có một việc âu lo, vì ông bà tuổi đã khá cao mà chưa có đứa con nào để nối nghiệp. Vua tự xét: chắc mình kém tu thiếu phước mới gặp cảnh ngộ như vậy. Nên từ đó, vua và hoàng hậu lo tu nhân tích đức, thường bố thí, phóng sanh và đến các chùa lễ bái cầu tự. Qua thời gian dài chờ đợi cũng chưa thấy kết quả gì. Hôm nọ, vua nghĩ ra cách khác, quyết định chọn một cậu bé con của thần dân trong nước đem về nuôi dưỡng. Ngài liền ra yết thị khắp nước, không phân biệt con của quan quân hay thường dân. Ai có con trai từ 7 tới 12 tuổi đều được đem đến triều đình cho vua và hoàng hậu tuyển chọn. Giữa trào nội, vua trao cho mỗi cậu một ít thuộc giống hoa, bảo hãy đem về trồng và dung quén, cho đến khi nào hoa trổ bông thì mang đến dự thi. Vua cũng ấn định cuộc khảo thí sau đó 3 tháng, vào đêm rằm trung thu, nếu chậu hoa nào trổ tươi tốt nhất thì cậu bé đó sẽ được vào cung làm thái tử để sau nối ngôi vua. Đúng đêm trung thu, trăng sáng tỏ, nơi giường ngự uyển của vua đầy dậy các loại hoa đủ màu sắc rực rỡ. Mỗi cậu bé đều ăn mặc tươm tất, đứng chực kế chậu hoa của mình, lòng tràn ngập nỗi vui mừng nhưng cũng hơi hồi hộp. Vua, hoàng hậu và các quan cẩn thận xem lượt qua các chậu hoa vô cùng khen ngợi, nhưng chưa có chậu nào vua ưng ý nhất. Cuối cùng có một cậu bé khoảng 8 tuổi, mặc y phục tầm thường nhưng gương mặt trông dễ thương. Hai tay cậu khệ nệ bưng cái chậu đi vào, nhìn trong đó chỉ có phân đất chứ chẳng thấy cây hoa nào cả.
ai nấy đều cười rộ. Bây giờ cậu bé quỳ xuống trước mặt vua, nước mắt chảy xuống đôi má, tức tưởi nói: "Muôn tâu bệ hạ, con đã cố gắng hết sức mình, lửa đất thật tốt, phân thật quay, trộn lại mới đặt hạt giống hoa vào, phơi sương, ủ nắng và tưới nước đều đặn, cho đến nay nó vẫn chưa nứt mầm, tâm được gì cả." Lắng nghe cậu bé trình bày đến đây, nhà vua không giấu được sự xúc động. Ngài liền bước xuống ngai vàng, ôm chầm cậu bé vào lòng và reo mừng: "Ôi, con là đóa hoa trung thực, chính đây là vị hoàng tử mà ta và cả thần dân đang mong đợi." Lúc đó, những người có mặt đều kinh ngạc, bất bình. Vua hiểu ý, liền xây ra, vuốt râu, mỉm cười, giải thích: "Các người nên biết, những hộp giống hoa trước kia trẫm đã luộc chín hết, rồi mới trao cho các thí sinh, cho nên nó có thể trổ ra một đóa hoa vô hình và chân thật như thế này, chứ đâu có nứt mầm được. Còn các đóa hoa tươi đẹp kia hẳn đã bị người ta thay vào hộp giống khác để dối trẫm." Nói đến đây, đức vua chỉ cái chậu đất của cậu bé, nói tiếp: "Giống hoa trẫm đã ban cho các thí sinh trẻ tuổi trước kia chỉ được trổ hoa trong cái chậu này." Ở đời, đối với mọi người cần phải có lòng thành thật. Đối với người tu, lòng thành thật phải quan trọng hơn. Thế nên đức thầy đã có lời khuyến giáo: "Phật tiên dùng kẻ lòng thành, đạo chân thì ít ai hành, thiệt tâm." Hay là: "Tu thật tâm thì đặng thành tới, tu giả dối thì lao thì ly." Và nên nhớ rằng đức Phật sẽ dìu dắt và ủng hộ những kẻ nào làm ăn chân thật hiền lành đúng theo giáo lý của Ngài. Đã có đem tin. Xưa kia có một ông lão thác hồn xuống âm ti. Diêm Vương xử án định tội, hồn lão tâu rằng: "Phải hay sớm có địa ngục chắc chắn như vậy, thì tôi đã quyết chí tu hành, khỏi nhọc công ngài xử đoán. Phải chi đại vương mở lòng quảng đại, nhắn tin cho tôi biết trước, mà tôi không sớm lo, đến nay hành tội mới ưng. Té ra chẳng dạy mà giết, quan ức biết chừng nào. Xin Diêm Vương trăm chế tội lỗi lần thứ nhất." Diêm Vương phán: "Trẫm thông tin nhiều lần lắm, tóc người muốn trổ qua răm là tin thứ nhất, răng người lung lai là tin thứ nhì, sức người suy yếu là tin thứ ba, mắt người đã lờ là tin thứ tư, lỗ tai người muốn điếc là tin thứ năm, bệnh nhiều lần là tin thứ sáu. Sao dám trách trẫm là chưa cho biết trước?" Có hồn đứa trai nghe vậy liền đến tâu rằng: "Ông giải đặng tin sáu lần, mà không lo trước cũng ưng.
còn tôi chưa đặng tin nào, xin đại dương xét mà thứ tội. Diêm Vương phán rằng: Trẫm cho người hay tin cũng nhiều lần. Ngươi có nhớ không, tên nọ một tuổi với ngươi, bị thời khí mà chết, ấy là một tin. Tên trẻ kia một cỡ với ngươi, năm nọ bị thất họng chết, là hai tin. Tên trẻ khác bị chết trôi, là ba tin. Tên trẻ ở gần bị rắn cắn mà chết, là bốn tin. Bạn hữu ngươi chết yểu, là năm tin. Thấy một cỡ với ngươi chết sớm như thế, đều là đem tin trước đấy. Ta nói cho nhà ngươi biết, dầu ai có sức mạnh dỡ núi trùm trời, có tài cao nâng trời dạch đất, cũng không khỏi ra mắt chậm sau lúc lâm chung. Trừ ra những vị tu tịnh độ, được Phật và chư Bồ Tát đến trước mới khỏi quyền trẫm xử. Sau đắc quả đến đây, trẫm phải cung kính tiếp nghinh theo như lễ khách. Bình thường trong cuộc sống, mấy ai nghĩ đến cho mình cái chết, và ai đã chuẩn bị cho mình một chuyến ra đi, đi có ý nghĩa trong cuộc đời. Nhưng đến khi đối đầu với cái sanh tử thì hoang mang lo sợ, rồi định nghiệp sẽ về đâu không ai rõ biết. Nên cuộc đời cứ triền phượt mãi mãi trong luân hồi sinh tử, làm đau khổ hết kiếp này sang qua kiếp khác, lên lên xuống xuống trong ba cõi sáu đường. Nếu người có ý thức trong tinh thần giác ngộ, bằng những lời chỉ dạy của Đức Thầy, chắc là không còn khổ não. Nên Đức Thầy chúng ta có dạy: Mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ đến tội rồi, mới hối muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật. Đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tín hững hờ, chừng quả đến e cho khó tranh. Hoặc là: Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trong những ai biết niềm Di Đà, lại được gần bệ Ngọc Long xa, coi chư quốc tranh giành châu bao. Sợ vô thường. Thuở xưa cách đây rất lâu xa, thời vua A Dục, ông có bảo người làm cảnh địa ngục trần gian có đủ cảnh hình phạt như ở dưới âm phủ vậy. Trong địa ngục này cũng có chảo dầu sôi, cột đồng lửa, chỗ quỷ đầu trâu mặt ngựa đang hành hình tội nhân, cưa hai nấu dầu và chỗ bị cắt lưỡi. Vua A Dục ra lệnh cho tên quản ngục không tiết lộ cho ai biết, vì ông sợ mang tiếng chơi ác. Nếu ai cãi lệnh, sẽ bị tru di tam tộc.
Lâu lâu ông cho lính dẫn những tử tội vào đây để hành phạt cho ông coi chơi, cho khoái thích. Một hôm nọ, có một vị sa môn đi kinh hành bắt bộ, vô tình quá bước vào đây, tên quản ngục bắt được. Sa môn năn nỉ xin tha, quản ngục khẳng định không được vì sợ bị tru di tam tộc. Rốt sao sa môn xin một điều kiện là cho phép ông tịnh niệm tại vườn này một thời cuối cùng, chừng nào ông xả sẽ tùy ý phân thay. Tên quản ngục chấp nhận, sa môn chọn chỗ êm và trải tọa cụ ra, bắt đầu ngồi ngay thẳng tịnh niệm. Thời tịnh tọa này là thời tịnh tọa cuối cùng, đặc biệt là thời ngồi lâu nhất hơn bao giờ hết. Sở dĩ sa môn ngồi lâu hơn bao giờ hết có lẽ vì sợ xả ra sẽ bị xử tử, nên sa môn cố ráng, ráng thêm, ráng nữa, ráng tích cực, ráng dẻo dai, ráng hy sinh, ráng chịu đựng, ráng đúng mức. Sở dĩ ông cố ráng vì ông tư duy rằng thà chết ngồi chớ chẳng chịu chết phân thay, nên ông cố ráng riết cho đến khi quát nhiên đại ngộ, đắc quả A-la-hán. Đồng thời trong lúc ấy, vua A-dục đến để xem xử tử tội nhân. Sa môn thừa cơ hội tốt, hiện đại thần thông, phi mình ngồi trên tòa sen và nói rõ tiền kiếp của nhà vua. Đồng thời ông khuyên vua dẹp bỏ ác sự, xin làm việc lành, tu bồi phước đức và củng cố Phật pháp tăng. Nhà vua vui vẻ quy y cùng vị thánh sư và hứa làm theo những lời thầy dạy. Ngài đến đi đâu kéo ngược năm về mai chẳng ngừng nhau. Tôi già thân yêu đã sầu cảm, tóc bạc mình đã
chỉ bằng trong lúc sự không bền tâm niệm Phật.